Mặc quyền, Miyu bị công an giải về đồn lấy lời khai. Đây chỉ là những hình ảnh hậu trường của Miyu trong phim Mùa hè lạnh, xuất hiện trong bộ phim Mùa hè lạnh của đạo diễn Ngô Quang Hải vừa ra mắt cách đây không lâu. Miyu vào vai cô sinh viên trường dược phải tiếp xúc thường xuyên với xác chết. Để hoàn thành vai diễn này, Miyu đã phải vượt ra rất nhiều áp lực cũng như bị vỡ niêm mạc. Cũng trong vai diễn này, Miyu đã yêu nhân vật chính kiên Hà Việt Dũng thủ vai. Do người yêu của cô có liên quan đến một vụ án giết người nên cô cũng bị triệu tập đến đồn cảnh sát để lấy lời khai.